Hello, chào các bạn. Trong bài này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và cấu hình cái tool bấm sụt để cho nó chạy được. Thì trong bài này thì mình sẽ không nói rõ từng chức năng của bấm sụt. Mình chỉ đơn giản là giúp các bạn cài đặt và giúp cho nó chạy và đưa ra một số thao tác để nhanh thôi. Có thể thì có nhiều bạn đã biết xài rồi. Thì bài này thực ra là nhắm tới các bạn chưa sử dụng bấm sụt lần nào. Tại vì mình làm nhiều series và mỗi series mà đụng tới bấm sụt thì mình sẽ không nói lại lần nữa mà mình sẽ liên thẳng vào cho bài như thế này luôn. Đấy, cho nên là cái lý do ra đời của cái bài này là thế thôi. Được rồi, bắt đầu ha. Để cài đặt bấm sụt thì đầu tiên bạn phải lấy được cái file bấm sụt đúng không? Thì bạn hãy vào cái trang web là postwigger.net. Thì trong trang này nó sẽ có cho bạn biết là ở đây là có 3 phiên bản của bấm sụt. Cài đặt thì mình sẽ dùng phiên bản free thôi, mình download thẳng với mình xài. Nhưng mà nếu mà để hữu dụng á, thì các bạn hãy cố gắng kiếm được một trong 2 phiên bản này. Có thể là bạn mua trả tiền hoặc các bạn lấy bằng một cách nào đó trên internet, thì cái đó là tùy vào khả năng của bạn ha. Thì mình vẫn vẫn khuyến khích là các bạn xài cái càng cao càng tốt, nhiều tính năng hơn. Rồi thì bạn hãy đầu tiên mà hãy download cái này, nhập email vào và download nó về. Đấy, sau khi download xong thì các bạn cứ bấm vào cài đặt bình thường và bật lên, thấy nó lên là xong được bước 1. Đấy, thì nếu mà cài đặt thành công á, thì nó sẽ là một cái tool như thế này. Các bạn cứ next next đi trước đi đã. Rồi thì mình sử dụng cái tool này như thế nào? Thì đầu tiên các bạn phải hiểu cái tool này là cái gì đúng không? Bấm sụt là một cái tool gọi là proxy. Proxy là giống như là mọi cái request bạn gửi lên mà bạn set up nó qua cái này thì nó sẽ lưu lại những cái request của bạn. Này, ví dụ như bây giờ mình gửi một request lên tờsugot.com đúng không? Thì cái này nó bắn thẳng lên internet. Nhưng mà nếu như bạn set up cái browser này nó thông qua cái thằng bấm sụt này trước rồi mới đẩy lên trên server, thì thằng bấm sụt nó sẽ bắt được những request. Và cái này là cái quan trọng trong quá trình pentest hay là DH này nọ. Tại vì bạn phải lấy được cái request gửi đi thì bạn mới có thể phơ và nghịch với nó. Rồi thì để sử dụng cái này thì đầu tiên bạn phải thấy là trong cái tab option này này, nó mặc định là proxy là của nó là listen trên cái port là 8080 của cái máy mình. Thì mình sẽ không khuyến khích các bạn xài cái port 8080 này, tại vì về lâu về dài á, có rất là nhiều service nó chạy trên cái port 8080 này. Và trong một cái máy thì cái việc mà sử dụng chung một port là không có khả năng xảy ra. Cho nên mình sẽ untick cái này và mình sẽ chọn một cái port khác gọi là 8081. Đấy, bây giờ thì các bạn chỉ cần setup cái proxy của browser này chạy qua cái 8081 là xong. Thì setup như thế nào? Cách thông thường á, thì các bạn sẽ vào setting này rồi vào cái network gì đó bla bla trong này đúng không? Mình cũng không nhớ nữa, tại lâu rồi mình không có xài cái này. Nhưng mà thôi, tại vì mình không muốn khuyến khích vào đây, tại vì ví dụ như các bạn xài proxy đúng không? Nhưng mà khi các bạn không muốn xài proxy nữa thì các bạn lại phải vào đây các bạn tìm, các bạn xóa cái đó đi. Thì cái đó rất là bất tiện. Thì ở đây mình xin giới thiệu một cái plugin là Foxy Proxy. Cái này chạy trên Firefox hay Chrome đều được nha. Thì mình xài Firefox thì mình search Firefox. Đây, xin giới thiệu với bạn một cái tool là Foxy Proxy. Và các bạn mình thì mình cài rồi, cho nên là nó có chữ remove, các bạn chưa cài thì bạn cài. Và khi cài xong thì nó sẽ nằm ở đây. Đó, thấy không? Rồi, thì sau khi bấm vào đây thì các bạn sẽ bấm vào và chọn option. Sau đó các bạn add. Add thì một cái mới thôi, bây giờ mình chọn là bật Proxy đúng không? Proxy. Bên này là mình chọn một 27.0.0.1 giống cái này và bỏ là 8081. Rồi save lại. Xong rồi,
Và bây giờ mình sẽ cho proxy qua thử nha. Bật proxy. Rồi thì bây giờ mình sẽ gửi cái request lên trang Sugod nha. Đó, các bạn thấy không? Cái trang Sugod này bây giờ nó không có load. Thì lý do chính là vì browser nó sẽ, sau khi mình set up cái proxy này này, browser nó sẽ đẩy vô cái bắp sụt trước. Rồi cái bắp sụt đó thì mình làm gì đó là mới đẩy lên server. Thì các bạn có thể thấy là trong bắp sụt bây giờ mình đã chặn được cái request gửi lên vì này nhiều thế. Đây, chặn được cái request gửi lên Sugod thấy không? Và mình sau khi mình bấm forward, forward có nghĩa là cho nó đi. Đó là cái trang web nó sẽ chạy. Điều đó có nghĩa là mình đã cấu hình được thành công cái bắp sụt rồi. Thì thường người ta hay dùng intercept để chặn cái request và sửa nó, hoặc là các bạn cũng có thể là tắt cái intercept luôn. Thì sau này ví dụ như hỏi chơi a bằng 1 đi. Đấy. Thì nó sẽ hiện ở đây, thường là mình dùng bắp sụt để mình coi history nhiều hơn. Tại vì nó sẽ thể hiện những cái request mà từ browser mình gửi lên server. Và từ đó mình có thể fer nó. Là có hình bắp sụt thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Và còn một lưu ý thứ hai nữa là trong bắp sụt đôi khi bạn sẽ dính phải những cái trang HTTPS này này mà bắp sụt nó sẽ không bắt được. Thì bây giờ mình không biết sao nhưng mà ngày xưa nó không bắt được. Thì tại vì thứ lý do chính là mình thiếu cái certificate. Thì để cho mà chắc ăn á thì các bạn hãy cài luôn cái certificate vào. Thì để cài certificate thì đầu tiên là bạn điều kiện đầu tiên là các bạn phải proxy qua browser tới bắp sụt trước rồi nha. Rồi sau khi proxy vào thì các bạn hãy gõ http bắp. Thì nó sẽ ra một cái trang để cho các bạn đào cái sệt của nó về. Đấy, và sau khi đào cái sệt của nó về thì các bạn hãy cài đặt nó vào browser. Nói chung là mình quên cách cài rồi. Các bạn cứ cài vào đây browser hoặc là vào trong cái setting này này. Có cái phần certificate gì đó rồi hãy cài vào. Đó, thì cuối cùng là mục đích cuối cùng là mình đã làm xong cái này. Và sau khi không muốn sử dụng bắp sụt nữa thì có gì? Turn off nó là xong rồi. Turn off rồi đúng không? Turn off rồi thì mình vào lại trang Sugod nha. Đó, nó biến mất rồi và mình không có thông qua cái tool của mình nữa. Và nếu như các bạn muốn bật lại thì vào đây. Đây nó là hiện lên. Rồi. Bài hướng dẫn này gì thì chỉ có vậy thôi. Hẹn gặp các bạn trong những bài khác.